con gì đây bạn ơi? Đây là con khỉ. Khỉ là động vật sống trong rừng. Khỉ có tay dài, biết bắt chế cho nhau. Khỉ đẻ con và nuôi con bằng xem nhạc. Khỉ biết vui, biết buồn, biết giận dữ khi bị người khác trêu chọc. Các bạn ơi, mình gọi quả chúa mà con khỉ rất thích ăn. Bạn kể về con hổ nhé. Hổ là động vật sống trong rừng. Hổ lông vằn, hổ chạy rất nhanh và ăn biết săn mồi và ăn thịt qua lại động vật khác. Hổ có sức mạnh như thế nào vậy bạn? Hổ kêu gầm gầm nên các con động vật khác rất là sợ. Đây là con voi, một cái voi rất dài để dùng để hút nước và cuốn thức ăn. Con voi có cái tai rất là to. Con voi có bốn cái chân rất là to, to như cái cột nhà. Con voi nó rất là khỏe nên con voi nó kiểu vui cho các bác đấy. Đẹp, con hươu cao cổ. Con hươu nó có cái cổ rất là cao nên được gọi là hươu cao cổ. Mình có hươu cao cổ có đống chân nó rất là dài nên nó chạy rất là nhanh. Hươu cao cổ dùng lưỡi để cuốn lá cây để ăn. Da của con hươu cao cổ nó rất là dày nên khi đi qua gai không bị gai đâm thủng. Các bạn ơi, mình gói rất nhiều lá cây cho bạn hươu cao cổ đấy. Đây là bạn hươu cao cổ mà các bạn vừa miêu tả đấy. Bạn ấy đúng là có cái cổ thật dài. Bạn ấy cũng cuộn lưỡi để lấy thức ăn đấy. Bạn này cũng có cái cổ dài quá. Là bạn gì thế nhỉ? À, thì ra là đà điểu. Ồ, bộ lông thật đẹp. Có nhiều đường vằn vằn, trắng trắng. Đó chính là bạn ngựa vằn. Bạn ấy chạy thật nhanh đó. Còn bạn này thì leo trèo thật nhanh và giỏi. Bạn ấy đang ăn hạt dẻ đấy. Ồ, đó là bạn sóc. Bạn nào đây? Thì ra là bạn rắn. Bạn rắn không có chân và trườn thật nhanh. Các bạn có biết bạn nào đây không? Bạn thằn lằn đấy. Bạn ấy trốn đi đâu rồi? Bây giờ thì tớ đã biết thêm nhiều điều về các bạn động vật sống trong rừng rồi. Tớ à, tớ thích bạn sư tử. Bạn ấy khỏe mạnh và dũng mãnh. Wow. Đấy, sợ chưa? Nhưng mà tớ biết một bạn nhá. Đấy là bạn gì? Đó chính là bạn nhím nhá. Bạn nhím có rất nhiều gai nhọn xù lên, trông hay lắm. Ai mà bắt nạt bạn ấy là bạn ấy bắn cái gai nhọn vào người. Chiu chiu chiu. À, hay là bây giờ chúng mình chơi một trò chơi đi. Ừ, trò gì? Trò chơi của tớ đấy là các bạn hãy tìm một con vật có dấu hiệu khác với những con vật còn lại. Hình ảnh đầu tiên: 1. Con hổ. 2. Con sư tử. 3. Con báo. 4. Con hươu cao cổ. Câu trả lời của tớ là số 4. Con hươu cao cổ. Vì hươu cao cổ ăn cỏ. Còn con hổ, con sư tử, con báo thì ăn thịt. Chính xác. Hình ảnh số 2. 1. Con voi. 2. Ngựa vằn. 3. Con gấu. 4. Con ong. Câu trả lời của tớ là số 4. Con ong. Vì con ong sống ở trên không trung. Còn ba con kia sống ở mặt đất. Chính xác. Hình ảnh thứ 3. 1. Con khỉ. 2. Con chó sói. 3. Con ngựa. 4. Con báo. Câu trả lời của tớ là số 1. Con khỉ. Vì con khỉ chuyên leo trèo. Còn ba con kia thì chạy. Chính xác. Hình ảnh số 4. 1. Con ngựa. 2. Con voi. 3. Con chó sói. Và 4. Con hổ. Câu trả lời của tớ là số 4. Con hổ.
vì con hổ sống đơn lẻ, còn ba con kia sống bầy đàn. Chính xác rồi. Yeah.